Chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 3 của tuần 30 vở luyện toán lớp 5 tập 2. Và các em nhớ đây là tập 2 nha. Rồi, bây giờ như thường lệ, các em đã sẵn sàng tâm lý cho việc tiếp nhận bài học chưa? Nếu mà sẵn sàng thì nhớ lúc nào chúng ta cũng có tập hay là vở ghi nhớ và giấy nháp để chúng ta cùng làm bài. Rồi, và bây giờ thì sẽ không linh tinh và không liên thuyên gì nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau vào bài thôi. Chú. Đấy, bài của chúng ta đây. Bài số 1 này, thì yêu cầu mình nè. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Vậy thì chúng ta có 4 câu A, B, C, D. Được chưa? Ta sẽ lần lượt nhé. 1,75m² thì sẽ bằng bao nhiêu mét vuông và đề xi mét vuông? Vậy thì các em thấy đây nè, 1,75 này, tức là phần nguyên này sẽ là 1 cộng với phần thập phân là bao nhiêu? 0,75, đúng chưa? Vậy thì 1 đây nè là 1 mét gì? Mét vuông cộng với 0,75 này cũng là gì? Mét gì? Mét vuông, đúng không? Vậy thì giờ chúng ta chỉ cần đổi cái 0, đổi cái gì đây? 0,75 này nè, mét vuông này ra đề gì? Đề xi mét vuông này, hiểu chưa? Vậy thì đây nó sẽ bằng bao nhiêu nè? Sẽ là 1 mét vuông nè, được chưa? Giờ 0,75 mét vuông này, các em đổi nó ra bằng bao nhiêu đề xi mét gì? Mét vuông. Các em đã biết được là 1 mét vuông thì bằng 100 đề xi mét vuông. Vậy thì 0,75, tức là 0,75 này chúng ta nhân với 1 gì? 100. Nhân với 100 ta dịch chuyển dấu phẩy mấy chữ số? 2 chữ số 0. Vậy thì nó sẽ bằng bao nhiêu? 70 gì? 75 đề xi mét gì? Vuông. Được chưa? Tương tự như vậy ở đây, 2,685 km vuông thì chắc chắn nó sẽ là 2 km vuông. 685 km vuông. 1 km vuông thì bằng bao nhiêu? 10.000 mét vuông, đúng không? Vậy thì 0,685 các em nhân với bao nhiêu? Nhân đến mấy chữ số? 4 chữ số, đúng không? Nhân với 10 gì? 10.000, đúng không? Km. Khoan, chúng ta hãy nhớ lại cái bảng này. Km này sẽ đến gì? Km đến hectomet, hectomet đến decamet, sau đó đến gì? Đến mét, đúng không? Cứ mỗi một cái này hơn nhau là bao nhiêu? 100 nhân với 100 nhân với bao nhiêu? 100, đúng chưa? Đấy. Vậy thì cái này chúng ta sẽ bằng 10.000 là 100.000, đúng không? Vậy thì sẽ nhân với bao nhiêu? 100.000 thì chúng ta sẽ dịch chuyển bao nhiêu chữ số đây? 4 chữ số, đúng không? Vậy thì 1, 2, 3 thì thêm các chữ số 0 và chúng ta đánh dấu phẩy thì nó chỉ bằng bao nhiêu? 685 thôi, đúng không? Đấy, bởi vì sao? Bao nhiêu chữ số 0 đằng sau của phần thập phân này cũng không có gì, không có giá trị, nó chỉ bằng cái số tự nhiên đấy thôi, được chưa? Nó sẽ bằng là 0, à xin lỗi kem, nó sẽ bằng là 600 gì? 8 685 gì? 50 mét vuông. Được chưa? Rồi. 4,125 hecta thì bằng bao nhiêu hecto mét vuông và bằng bao nhiêu mét vuông này? Vậy thì các em lại phải nhớ được này. 1 hecta này. 1 hecta thì bằng gì? Bằng 1 hecto mét gì? Mét vuông nhá. Và 1 hecta này nè thì nó sẽ bằng bao nhiêu? 10.000 mét vuông. Được chưa? Đấy, 10.000 mét vuông. Đúng không? Đấy, vậy thì ở đây nó sẽ bằng mấy? 4 hecto mét vuông. 1,25 nhân với 10.000. Các em nhân nó với 10.000, đúng không? Là 1,25 các em nhân với 10 gì? 10.000. Đấy, thì các em dịch chuyển dấu phẩy. Không thì chúng ta sử dụng máy để chúng ta
bấm một cách cho nó chính xác vào máy tính của thầy. Đây, kiểm tra luôn. 125 chúng ta nhân với 10.000 này. Đấy, thì nó sẽ bằng chính xác nó là gì? 1.250, đúng không? Đấy, 1250, được chưa? Bây giờ thử kiểm tra lại cái ở trên này, chúng ta là bao nhiêu? 685 nhân với 100.000 nó sẽ bằng là 68.500. Đấy, vậy thì chỗ này chúng ta là 68.500. Đấy, chúng ta phải kiểm tra nha, không có nhiều khi là nó bị sai lệch đi. Rồi, chúng ta đến với câu B. 1,576 mét vuông. 576 nha. 576 mét này mét khối thì bằng bao nhiêu mét khối và bao nhiêu deci mét khối? Vậy thì chúng ta thấy nè, nó sẽ bằng 1 mét khối. Cho em biết 1 mét khối thì bằng bao nhiêu 1.000 deci. Vậy thì 576 chúng ta nhân với 1 gì? 1.000 thì nó sẽ bằng gì? 576 deci mét khối. Được chưa? Đấy. Tương tự như vậy thì 0,12 mét khối thì nó sẽ bằng 0 mét pho khối này. 12 mét khối này ta đổi ra deci mét khối thì chính là 12 nhân với bao nhiêu? Nhân với 1.000 thôi thì nó sẽ bằng bao nhiêu? 12. Đó. Rất là dễ cho nhanh nhé, thầy dùng máy cho nhanh. Còn không ta áp dụng nguyên tắc nhân với 100 nhân với 1.000 nhân với 1 triệu như thế nào, dịch chuyển dấu phải, được chưa? Rồi. 15,7 deci mét khối thì bằng bao nhiêu deci mét khối, bao nhiêu cm? Vậy thì nó sẽ chắc chắn là 15 deci này. 0,7 deci này. Tức là 0,7 chúng ta nhân với bao nhiêu? Nhân với 1 gì? 1.000. Đúng không? Thì nó sẽ bằng 7 gì? 700. Được chưa nào? Rồi, xong nhá. Được chưa? Rồi đến câu C này. 1,5 năm thì bằng bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng? Vậy thì chúng ta thấy là 1 năm thì chúng ta biết nó sẽ có là 12 tháng. Vậy thì bây giờ 1,5 năm. 1,5 năm thì sẽ là 1 năm này. Đúng không? 0,5 nhân với 12, 0,5 các em nhân với 10, 12 vậy thì sẽ bằng 6 gì? 6 tháng, đúng không? Đúng chưa? À, vậy thì nó sẽ là 1 năm 6 gì? 6 tháng. 54 giờ thì bằng bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ? Các em biết được 1 ngày thì có 24 giờ, vậy thì 54 này thì chúng ta phải ước lượng. Nếu mà 2 ngày thì sẽ là 48. Vậy chúng ta sẽ lấy là gì? 54 này trừ đi 48 thì nó sẽ ra bao nhiêu? 14 trừ 8 bằng 6, vậy thì sẽ ra là 2 ngày và mấy giờ? 6 giờ. Đúng không? 0,4 thế kỷ thì bằng bao nhiêu thế kỷ và bao nhiêu năm? Các em biết được 1 thế kỷ thì bằng 100 gì? 100 năm. Vậy thì đây là 0,4 thì chưa được. 0,4 thì chúng ta nhân với 1 gì? 100 thì nó chỉ bằng bao nhiêu? 40 thôi, đúng không? Đấy. Vậy thì 0,4 nhân 100 nó chỉ bằng 40. Vậy thì nó chỉ là 0 thế kỷ và bao nhiêu? 40 gì? 40 năm thôi. Đúng rồi. Đấy. Chúng ta thử. Rồi, sang câu D đi. Thầy nhấm bấm cái này coi xem nào. Rồi, câu D nhé. 64 phút thì bằng bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút? Các em biết được 1 giờ thì có 60 phút. Vậy thì 60, 64 trừ 60 thì sẽ bằng mấy? 4. Như vậy sẽ là 1 giờ 4 gì? 4 phút. 80 giây thì bằng bao nhiêu phút, bao nhiêu giây? 1 phút có 60 giây.
Vậy thì đây 80 trừ 60 thì sẽ còn bao nhiêu? 20 giây. Được chưa? 148 phút thì bằng bao nhiêu giờ? Thì các em biết được là 1 giờ thì có 60 phút. Vậy đây có tới nhiêu? 148 phút. 148 thì chúng ta phải nhân lên khoảng 60 nhân với 3. 63 18 không được, chúng ta chỉ nhân với 2 thôi, đúng không? Vậy thì chỉ là 120. 148 chúng ta trừ cho 120 thì sẽ còn bao nhiêu? 28 phút và 2 gì? 2 giờ. Đúng không? Đấy. Vậy thì cái bài số 1 ta đã đổi xong nhé. Rồi, chúng ta sang bài số 2. Cái đồng hồ này nó chỉ mấy giờ? Vậy thì các em cũng có thể dừng video, các em tự làm được rồi. Đồng hồ này chúng ta nhìn lên cho thấy nó chỉ mấy giờ nhỉ? Thành sẽ lấy cái thước. Chúng ta thấy nè, kim giờ nè, là nhỏ nè, đi qua số 3 rồi. Kim ngắn nè, mấy đây? Số 3 là 15 nè, 16, 10, 17. Vậy thì nó sẽ là mấy? 3 giờ mười mấy phút? 17 phút. Đúng không? Được chưa? Ở đây kim ngắn là đi qua số 4 rồi. Kim giờ thẳng số mấy đây? Số 6. Thẳng số 6 thì các em biết là giờ gì rồi, đúng không? Vậy thì sẽ là đây là 4 giờ gì? 3:30. Đúng chưa? Rồi. Ở đây kim ngắn nè, gần đến số 10 nè. Đó. Vậy kim dài nè, nó bao nhiêu? Nó chỉ cũng gần đến số 10. Vậy thì đây là 45 này. 46, 47, 48. Đúng không? Vậy thì sẽ là mấy? 9:48. Còn không, chúng ta nếu mà giờ kém thì sẽ là mấy? 10 giờ kém bao nhiêu? 12. Đúng không? Đấy, vậy thì đây sẽ là 9:48. Nếu giáo viên hỏi vậy thì giờ kém là mấy thì các em sẽ trả lời là gì? 10 giờ kém bao nhiêu các em? Kém 10, 12 phút. Được chưa? Đấy, xong nhá. Rồi chúng ta đến với bài số 3. Người ta cho một cái mảnh đất hình thang. Nhớ đây là hình thang. Có diện tích, họ cho diện tích là 108 m². Chiều cao tức là gì? H 6 gì? 6 m. Đáy lớn hơn đáy bé là mấy? Tức là đáy lớn à, hơn cái đáy bé là phải đáy bé cộng với mấy? 4:6 m, đúng không? Đấy, vậy thì đáy lớn nó sẽ bằng đáy bé cộng với 4:6 m. Bây giờ người ta hỏi mình gì? Tính độ dài mỗi đáy của mảnh đất. Tức là người ta sẽ hỏi vậy thì đáy lớn là bao nhiêu? Và đáy gì? Đáy bé là bao nhiêu? Đúng không? Đấy. Vậy thì đây chính là mấu chốt của cái bài toán. Từ cái dạng toán này thì chúng ta phải biết cách là gì? Áp dụng công thức tính diện tích của hình gì? Hình thang này. Đó, diện tích hình thang dễ thôi. Đáy dài, đáy lớn hay là đáy lớn, đáy bé này, ta đem cộng vào. Đó, được bao nhiêu nhân với chiều cao, chia đôi lấy nửa thế nào cũng gì? Cũng ra. Vậy thì ở đây họ đã cho được những cái gì rồi? Họ đã cho được S này, là 108 này. Đúng chưa? Họ đã cho được gì? H này. Đúng không? 6 này. Đúng không? Đấy, vậy thì bây giờ họ yêu cầu mình tính. Vậy thì mình từ công thức này mình phải tính được tổng của gì? Hai đáy này. Tức là A cộng với B, tổng hai đáy, đúng không? Thì sẽ bằng S nhân với 2 rồi chia cho mấy? Chia cho H. Tức là chia cho chiều gì? Chiều cao. Đấy, tính được tổng hai đáy rồi thì chúng ta sẽ tính được các nội dung còn gì? Còn lại. Đúng không? Đấy. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ áp dụng công thức này nha. Chúng ta sẽ tính là
tổng độ dài, tổng độ dài hai đáy của gì, của hình thang là, được chưa? Đấy, chúng ta sẽ áp dụng công thức này sẽ bằng bao nhiêu, sẽ bằng diện tích nhân 2 chia cho chiều cao. Đây, diện tích họ cho 108 nhân với gì, 2 chia cho chiều cao là chia cho 6, được chưa? Thì 108 nhân 2 thì sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? 82 16, 6 nhân 1 2, 0 là 0, 1 là 1, 1 2 là 2. 216 chia cho 6 thì sẽ được 3, 36, 18, còn dư gì? Dư 3, 36 chia 6 thì bằng 6. Vậy thì nó sẽ bằng bao nhiêu? 36, đúng không? 36 gì? Mét. Hãy quên không bấm máy cho nhanh, đúng không? Rồi, vậy thì tổng độ dài hai đáy thì bằng 36 mét, đúng không? Mà đáy lớn thì bằng đáy bé cộng với gì? 4,6. Đấy. Vậy thì giờ chúng ta có tính được đáy bé không nào? Hoặc là đáy lớn không nào? Quá dễ rồi. Vậy thì đáy bé của gì? Hình thang đó là, đúng, chúng ta phải ghi là mảnh đất hình thang nha. Đó, sẽ bằng bao nhiêu? Sẽ bằng tổng độ dài nè, trừ đi số mà đáy bé kém đáy lớn nè, trừ đi 4,6. Sau đó chúng ta chia cho mấy? Chia cho 2, được chưa? Rồi, vậy thì 36 trừ 4 chia 2, à, nó sẽ bằng bao nhiêu? 10 15,7 mét. Rồi, vậy thì đến đây thì bạn nào cũng tính được hết rồi, đúng không? Vậy thì đáy lớn của cái hình thang, đáy lớn của hình thang đó là tổng hai đáy là bao nhiêu? 36. Chúng ta lấy 36 trừ đi bao nhiêu? Trừ đi cái đáy này, hoặc là chúng ta gì? Hoặc là chúng ta lấy đáy bé này này cộng với 4,6, cũng vậy thôi. Cách nào cũng được nhá. Được chưa? 36 trừ đi 15,7 thì nó cũng sẽ ra. Hiểu không? Đấy. Được chưa nào? Vậy thì nó cũng sẽ ra là bao nhiêu? 36 các em trừ đi 15,7 nè, thì nó cũng sẽ bằng 20,3. Đó. Hoặc nè, hoặc là các em có thể sử dụng một phép tính khác. Đó là chúng ta lấy nè, lấy cái đáy bé này nè là bao nhiêu? 15,7 nè, nó cộng với, vì sao nó hơn nè, cộng với 4,6 thì nó cũng sẽ ra là bao nhiêu? 20,3 mét. Đó, các em áp dụng cách nào thì tùy các em nhé. Được chưa? Rồi, như vậy thì đến đây thì chúng ta đã có đáp số đáy lớn và đáy bé, đúng không? Đáy bé là 15,7 mét. Đáy gì? Đáy lớn 20,3 mét. Được chưa? Rồi, chúng ta cùng đến bài số 4 nào. Bài số 4 này tôi cho này. Thời gian từ bây giờ. À, cái dạng toán này chúng ta đã gặp ở trong vở bài tập toán cũng như phiếu bài tập cuối tuần rồi, đúng không? Từ bây giờ đến nửa đêm thì bằng 3/4 thời gian từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối này. Đấy, chú ý cái từ 7 giờ tối này. Trong cái bài vở bài tập toán ta đã có cái dạng toán này rồi, làm rồi, đúng không? Vậy thì cái này không có gì là khó cả, quan trọng ta biết phân tích cái bài toán này ra thôi. Vậy thì chúng ta sẽ có này, giải luôn nhé, 7 giờ tối này. Phải biết là 7 giờ tối, tức là 7 giờ tối thì sẽ là bao nhiêu giờ nhỉ? Sẽ là 10 gì? 19 giờ đấy. Chúng ta cứ xem cái chương trình thời sự. Bây giờ là 19 giờ, mời các bạn nghe, đúng không? Đấy, chuyện thời sự của Đài Truyền hình Tiếng Nói Việt Nam, vân vân, đúng không? Đấy, vậy thì đây sẽ là
bằng 19 gì? 19 giờ, được chưa? Vậy thì thời gian từ cái lúc 10 giờ sáng này cho tới 7 giờ tối này, tức là từ 10 giờ sáng đến 19 giờ này này, sẽ là bao nhiêu, chúng ta sẽ tính nè. Vậy thì thời gian từ mấy? 10 giờ sáng. 10 giờ sáng này đến mấy? Đến 7 giờ tối hay là đến 19 giờ này? Đó, 7 giờ tối. 7 giờ tối sẽ là, ta sẽ lấy 19 nè, trừ đi mấy? Trừ đi 10 sẽ bằng mấy giờ? 9 giờ. Đấy, như vậy thì từ 10 giờ tối, 10 giờ sáng cho đến 7 giờ tối thì sẽ là mấy? 9 giờ. Được chưa? Rồi. Vậy thì cái thời gian này chúng ta đã tính được rồi nè. Vậy thì thời gian từ bây giờ đến nửa đêm, tức là từ cái thời gian mà chúng ta cần đi tìm đến nửa đêm thì bằng 3/4 của cái này nè. 3/4 của cái gì? Của cái 9 giờ đây nè. Cái mà chúng ta đang tìm tức là gì? Cái bây giờ. Từ bây giờ đến nửa đêm, các em hiểu không? Đấy, vậy thì nó sẽ bằng cái gì? Bằng 3/4 của cái 9 giờ đây nè. Đấy, các em phải hiểu cái câu từ này của người ta nhé. Được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ tính là thời gian từ bây giờ đến nửa đêm sẽ là, thời gian từ bây giờ, chúng ta phải tính được cái khoảng thời gian này, từ bây giờ đến nửa đêm này. Đó, đến từ giờ đến nửa đêm sẽ là bao nhiêu? Sẽ là 9 nè, nhân với gì? 3/4, hiểu chưa? Đấy, vậy thì 9 × 3/4 tức là sẽ là 9 × 3, 27. 27 mà chia cho 4 thì nó sẽ bằng 6, bao nhiêu? 6,75 giờ. Được chưa? Rồi, chúng ta đã tính được 6,75 giờ đây nè. Thì chúng ta lại đổi cái thằng này ra, đổi cái thằng 6,75 giờ này ra giờ, ra phút. Được chưa? Đấy, thì chúng ta sẽ có nè, ta có 6,75 giờ nè sẽ bằng bao nhiêu giờ nhỉ? Bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút nhỉ? Nó sẽ là 6 giờ 75, tức là 0,75, 0,75 thì nó sẽ tương ứng với bao nhiêu? 45 phút. Được chưa? Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tính được bây giờ là, được chưa? Vậy thì thời gian bây giờ là nè, thời gian bây giờ sẽ là bao nhiêu đây? 24 giờ trong một ngày, đúng không? Trừ đi cái thời gian là 6 gì? 6 giờ 45 phút. Đó, chúng ta làm phép tính trừ thì nó sẽ ra thôi. Được không? 24 giờ trừ 6 giờ 45 phút. 24 nè, giờ nè. Được chưa? Trừ đi 6 giờ 45 phút nè. Rồi, vậy thì giờ chúng ta thấy phút ở đây chúng ta không có, chúng ta đổi cái thằng này ra thì nó sẽ là còn là 23 giờ nè, 60 phút nè. Trừ đi mấy các em? Trừ đi gì? 6 giờ. Bao nhiêu? 45 phút. Được chưa? Rồi, 60 trừ đi 45 thì sẽ bằng bao nhiêu? 15 phút nè. Rồi, 23 này, 23 mà trừ đi 6, 23 trừ đi 6 thì bằng mấy nhỉ? Bằng mấy đây? Bằng 9 đúng không? Bằng 7. 13 trừ đi 6 thì bằng 7. 2 trả bằng 0. Vậy thì nó sẽ là 7 gì? 7 giờ. Được chưa? 17 giờ chứ.
Vậy thì nó sẽ là 17 giờ 15 phút. Được chưa nào các em? Đấy, vậy thì bây giờ là 17 giờ 15 phút. 17 giờ 15 phút này nè, thì hay chúng ta có thể đổi nó ra thành mấy? 5 giờ 15 phút sáng. Đúng không? Đấy, vậy thì nó sẽ có hai cái tình huống như vậy nhá. 5 giờ 15 phút chiều hoặc là 17 giờ 15 phút. Được chưa? Đấy. 17 giờ mười mấy 15 phút. Được chưa? Rồi chúng ta ghi đáp gì? Đáp số, vậy thì bây giờ sẽ là 17 giờ 15 phút. Hoặc giáo viên có thể hỏi giờ chiều thì chúng ta sẽ ghi là hoặc 5 giờ bao nhiêu? 15 phút, nhưng mà chúng ta phải ghi gì? Chữ chiều vào nha. Đấy, được chưa? Xong nhá. Rồi chúng ta cùng đến với cái bài số 5 này. Đây là bài toán cũng tương đối là hay. Trong một ngày, tức là chúng ta sẽ ghi đúng hoặc sai vào đây. Trong một ngày thì kim giờ và kim phút gặp nhau bao nhiêu lâu? Đấy, vậy thì rất nhiều em đọc một cái chúng ta sẽ khoanh ngay số 24 đó mà. Nhưng mà không phải. Vì chúng ta thấy nè, đây cái đồng hồ đúng không? Hai cái kim giờ và kim phút này, bắt đầu chúng ta sẽ cho nó gặp nhau tại tại cái số gì? Số 0, tức là số 12 giờ đây nè. Đấy. Vậy thì sau khi mà cái kim phút này nó chạy chạy được một vòng nè, đấy, thì nó đến số 12 đây nè. Thì lúc này cái kim giờ đây nè, nó đến số mấy đây? Số 1, đúng không? Số 1 đây. Vậy thì giờ muốn cái kim này nó muốn gặp được đây thì nó phải đi thêm 5 phút nữa thì mới gặp được cái kim. Kim gì đây? Kim giờ, đúng không? Đúng chưa nào? Như vậy thì chúng ta thấy nè, cứ mà nó chạy được một vòng như thế này là 60 phút thì nó chưa gặp được. Nhưng mà phải bao nhiêu? 65 phút thì nó mới gặp. Đúng chưa? Đấy, vậy thì lúc này chúng ta sẽ có là trong một ngày thì có bao nhiêu? 24 giờ là trong một ngày. Vậy thì 60 phút này là nó đã gặp được chưa? Chưa gặp được, đúng không? Vậy chúng ta tính tổng số phút trong một ngày đấy này. Vậy thì giờ chúng ta phải tính nhá. Trong một ngày nè, một ngày có số phút là, đấy, số phút là bao nhiêu? 24 là 24 giờ nhân với 1 giờ có 60 gì? 10 phút. Chúng ta bấm máy ra. Sẽ là 1440 gì? 40 phút. Đó, vậy thì một ngày nó có tổng cộng là 1440 phút. Vậy thì bao nhiêu lâu mới gặp nhau? Đây, chúng ta thấy đi đến đây vẫn chưa gặp mà phải đến số 1. Vậy thì 60 đến đây là bao nhiêu? 65 phút. Đúng không? 65 phút nó mới gặp gì? Gặp một gì? Một lần, đúng không? Vậy thì bây giờ nó có 1440 phút, 65 phút mới gặp một lần. Vậy chúng ta có tính được số lần hai kim gặp nhau này. Đó. Số lần hai kim gặp nhau là nè, đấy, sẽ là 1440 chia cho bao nhiêu? Chia cho số phút gặp nhau này, tức là chia cho 65. Đó, vậy thì nó sẽ bằng bao nhiêu đây? À, nó sẽ là 22 phải bao nhiêu? 15. Đây là gì? Lần. Rồi, vậy thì ở đây họ không có số thập phân mà chỉ có số nguyên thôi. Vậy thì chúng ta chỉ lấy là gì? 22 nhỉ? 22 là số nguyên, được chưa? Đấy, vậy thì đây sẽ là đáp án gì? Đúng. Và đây sẽ là đáp án gì? Sai. Đáp án sai. Đấy, chú ý bài này nhé. Rồi, câu B này. Trong một ngày, kim giờ, một ngày nha, kim giờ và kim phút của đồng hồ thẳng hàng với nhau. Một ngày thì nó thẳng hàng với nhau bao nhiêu lần? Thẳng hàng nhau nha.
thẳng hàng tức là gì? Đây, đây gọi là thẳng hàng này. Đấy, đây gọi thẳng hàng đúng không? Đấy, vậy thì một lần, đây cũng gọi là thẳng gì? Thẳng hàng. Như vậy thì cứ 1 giờ, các em thấy cứ 1 giờ thì nó có mấy lần? Mấy lần thẳng hàng? Ít nhất là gì? 2 lần nó thẳng hàng. Đây, số 12, kim giờ số 12 thì kim phút nó sẽ số gì? 30. Kim giờ mà số 9 thì kim phút nó sẽ gì? Số 9. Đấy, như thế này thì mới gọi là gì? Thẳng hàng nha, chứ không phải gặp nhau nữa nha. Đấy, vậy thì ở đây chúng ta sẽ phải bao nhiêu? Ít nhất là 1 giờ. À xin lỗi các em, ít nhất là 1 ngày thì nó sẽ 1 giờ thì nó sẽ có lặp lại là như thế này, đúng không? Đấy. Đây, chúng ta bây giờ nè, đây là mấy? Đây là 12 giờ nhá. Rồi tiếp theo nè, đến 1 giờ nè, kim phút mà 1 giờ thì kim dài, kim giờ 1 giờ thì kim phút nó sẽ số mấy đây? Số 7 này thì cũng lại thẳng nè. Số 2 sẽ là số gì? Số 8 nè. Số 3 nè sẽ là số 9 nè, đúng không? Số 4 nè sẽ là số mấy? Số 10. Số 5 sẽ là số 10 gì? 11. Như vậy thì ít nhất nó có bao nhiêu đây? Một vòng của kim giờ thôi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vậy thì kim giờ nó sẽ 12 nhân với gì? Nhân với 2. Vậy thì ít nhất hai anh này sẽ có 24 lần. Hiểu chưa? Vậy thì đây sẽ là đáp án gì? Đúng, đây là sai và sai. Được chưa nào? Đấy, như vậy thì đến đây chúng ta đã thực hiện xong nhé. Rồi, và các em nhớ đừng quên chia sẻ video và giới thiệu nha. Bye bye.